Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp là về cái phần mã giảm giá ha. Thì đây mình click vào mã giảm giá thì nó xóa mã giảm giá ha. Bây giờ mình mở lại cái source code của mình nè. Bây giờ mình làm xóa ha. Sau khi xóa xong thì mình tiếp tục làm là so sánh cái mã giảm giá ha. So sánh cái mã giảm giá khi mà mình đặt hàng rồi. Ví dụ như khi mình đặt hàng rồi ha. Thì ở đây nó có nhập mã giảm giá nếu có nè. Đó, nếu có nè thì khi đây bây giờ mình sẽ làm như sau, mình xóa mã giảm giá đúng không? Thì các bạn mở lại cho mình cái thằng list carbon ở trong hàng bin lên ha, list carbon này. Thì trong cái list carbon này, delete carbon hả bạn, delete carbon mang cái on list nè, nó return. Bạn có chắc chắn muốn xóa gì? Xóa mã này không ha, mã này không, delete carbon nè. Carbon dựa trên cái gì mấy bạn? Dựa trên carbon ID ha, dựa trên cái thằng carbon ID. Đó, xóa thì dựa trên ID thì cái này chắc các bạn biết rồi ha. Đấy, delete carbon nè. Rồi mình chỉ có việc qua bên web này thì cái phần carbon này mình chưa có delete nè ha. Thì mặc định nó là phương thức gì mấy bạn? Nó là phương thức get. Đấy, cấp qua thôi. Get carbon. Rồi, delete carbon ha. Thì bạn các bạn xem mình coi thử coi cái delete carbon này có trùng tên hay không ha. Nó không có trùng tên. Rồi, bây giờ mình qua bên mình sử dụng carbon controller ha. Rồi. Insert nè. Split function ha các bạn. Delete carbon thì ở đây delete carbon nó phải mang theo một cái giá trị nữa là carbon ID ha. Carbon ID ha. Rồi, rồi mình qua bên đây ha, mình cho nó là delete nè, carbon ID ha. Rồi ở đây mình có là controller carbon rồi, cái việc kế tiếp nữa dễ thôi. Carbon bằng gì mấy bạn? Bằng count bond file ha, file. Thì cái thuộc tính file này, cái phương thức file này nó chỉ áp dụng cho gì mấy bạn? Nó chỉ áp dụng cho cái cột nó mặc định là ID ha. Ví dụ carbon nè, các bạn khai cái hàm là file này ha, file này thì mặc định nó sẽ tự hiểu là trong cái module carbon nè, nó sẽ lấy cái giá trị nè, nó lấy sẽ lấy chỉ cái carbon ID nè, carbon ID đó. Thì ví dụ như nó mặc định nó lấy cái giá trị carbon ID này, nó đem so sánh với cái thằng gì mấy bạn, nó so sánh với cái thằng ID của cái cột table carbon ha, của table carbon nếu mà các bạn dùng phương thức này. Còn ví dụ như các bạn muốn so sánh giữa, mà gọi là các bạn muốn so sánh một cái, ví dụ như là không phải là cái ID mà một trong những cái cột này, ví dụ như các bạn muốn so sánh điều kiện nó bằng một đi, điều kiện nó bằng một hoặc là hai đi, thì bắt buộc các bạn sẽ không dùng file được ha. Đấy, thì nếu ví dụ các bạn dùng file mà so sánh với cái điều kiện thì mặc định nó sẽ lấy cái ID này, nó so sánh với cái điều kiện ha, ID của thằng carbon này nó so sánh điều kiện thì nó hoàn toàn sai. Nếu mà các bạn muốn dùng, các bạn phải dùng là where ha. Nếu mà các bạn sử dụng một trong những cái cột mà khác ID ha, đó mình sẵn mình giải thích cho các bạn luôn. Đấy là where, where điều kiện với bạn. Ví dụ như mình so sánh cột condition thì condition ha, thì cái cột condition ví dụ như là carbon condition nè. Condition bằng condition rồi, bằng cái gì? Bằng cái biến mà các bạn gửi vào, sau đó là các bạn nhấn là first ha, hoặc có thể là get. Ok chưa? Đó. Rồi, đây mình so sánh một đôi điều thôi ha, một đôi điều thì các bạn để ý. Đấy. Rồi, file thì mặc định nó sẽ tự hiểu là lấy cái ID của cái model carbon này so sánh với cái carbon này. Đó, tự nhiên bạn hiểu là tại sao mà mình dùng file làm chi ha, mình xong dùng where đi. Đó, nhưng mà nếu mà các bạn so sánh ID thì bạn dùng file cho nó tiện. Đấy. Rồi, sau đó là khi ID xong rồi thì mình chỉ có việc là carbon. Nó sẽ tìm cái gì? Cái carbon dựa vào cái ID, sau đó là mình delete cái đó thôi. Đó. Delete cái carbon dựa vào cái ID mà mình đã truyền vào, rồi sau đó mình return trả về ha. Trả về là session put nè, trả về cái thằng là gì mấy bạn? Trả về cái thằng list carbon ha, list carbon return true nè, list carbon ha. Rồi xóa mã giảm giá thành công. Rồi, giảm giá thành công ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ không xóa ha. Mình thử thôi, mình thử chạy thôi.
vô mình delete nè. Ok đó, xóa mạng cho bé thành công. À, tại vì mình không có câu lệnh này cho nên nó không kết nối cơ sở dữ liệu, để mình check thử coi cái code này chạy thành công chưa ha. Rồi là mặc định nó đã chạy thành công rồi, thì clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn, à trong clip này luôn ha, mình sẽ hướng dẫn cho bạn là so sánh giữa cái giá và lấy ra, rồi nó sẽ trừ, nó giảm vào cái phần giá này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi là nhập mã giảm giá ha. Sau khi thêm được mã giảm giá rồi, bây giờ mình sẽ đi là nhập mã giảm giá đấy. Thì đây là cái mã giảm giá của mình ha. Thì khi mình nhập vào thì mình sẽ quay lại cái trang gì mấy bạn, quay lại cái trang giỏ hàng đúng không, cạc Ajax nè, đó cạc Ajax ha. Còn show cạc này mình đã hướng dẫn cho các bạn nhưng mà không dùng bằng session ha. Rồi mình kéo xuống nè, tính mã giảm giá này ha. Thì check carbon thì ví dụ như là để có mình coi coi cái này là check carbon là mình đã có chưa ha, trong web nè, check carbon, post check carbon thì mình chưa có ha. Thì check carbon này đây là trường name carbon nè, thì cái này mình đã hướng dẫn các bạn làm ở những cái clip trước rồi. Thì bây giờ mình sẽ tính cái mã giảm giá, rồi khi mình nhập vào thì mình qua bên carbon nè, nó nằm trong cạc thì phải, cạc controller, cạc controller ha. Rồi trong cái cạc controller mình có check carbon nè. Rồi ha, thì data mình lấy ra được hết rồi, đây data mình lấy ra được hết rồi, thì cái việc kế tiếp á, mà mình cần phải làm á, đó là mình sẽ sử dụng cái gì mấy bạn, sử dụng cái model carbon để mình lấy ra được cái gì, cái table carbon ha, carbon. Rồi UAP carbon thì mình đã có carbon rồi, thì việc kế tiếp mình làm đó là carbon bằng gì mấy bạn, bằng carbon điều kiện là gì, where điều kiện là thằng carbon, carbon gì mấy bạn, carbon code đúng không, tại mình nhập vào là cái code mà, tắt cái này đi, nhập vào cái code mà. Thì đó, thì điều kiện là carbon code dễ quá, nó sẽ bằng cái gì mấy bạn, nó sẽ bằng cái thằng gì, data, data gì mình đã gửi qua mấy bạn, mình mở là trang cạc Ajax nè, bằng name carbon. Data carbon, ok chưa? Đấy, rồi mình sẽ dùng phương thức là first. Nếu mà mình dùng phương thức first đó, mình không cần dùng là for each ha. Đấy, nếu nếu gì? Nếu count bond. Nếu mà cái gì? Nếu mà cái phương thức này nếu mà cái lệnh này đúng, lệnh này thành công, cái này có nghĩa là bằng true á mấy bạn, là đúng, là có carbon thì mình mới đếm carbon ha mấy bạn. Nếu thì mình sẽ count bằng carbon ha, bằng gì mấy bạn, count carbon bằng carbon, bằng carbon này nè, cái biến này ha, count carbon, count đó, đếm ha, đếm thì mặc định nó sẽ ra là bằng một mấy bạn, một hoặc là hai ha. Nếu nếu gì, nếu carbon, count carbon á mà lớn hơn không có nghĩa là đúng á mấy bạn, thì mình sẽ tiếp tục là gì, mình nếu mà có carbon thì mình sẽ tiếp tục tạo cái gì mấy bạn, tạo một cái section carbon ha, carbon section đấy, mình lưu giữ cái gì, cái mã giảm giá đó ha, section get, get gì mấy bạn, carbon, đây mình sẽ gì mấy bạn, đây tạo một cái section đấy, get carbon thì có nghĩa là nếu mà cái thằng session carbon nó có tồn tại hay không, nếu mà carbon session nào, carbon session ha, cái này các bạn để ý thế, nếu mà nó có tồn tại có nghĩa là nó bằng truth là đúng, hoặc là bằng false có nghĩa là sai ha. Truth là đúng nè, là nó có tồn tại ha. Nếu mà thằng khuyến mãi các bạn đã nhập rồi thì mình được phép nhập lại một lần nữa nhưng mà chỉ với một mã thôi. Nếu mà đúng thì mình sẽ giống như cái thằng cạc giỏ hàng này thôi, giống như cái thằng cạc giỏ hàng thôi, thì mình sẽ cho một cái biến expandable là có tồn tại hay không thì bằng không nè, cái biến nó bằng không ha, mình đầu tiên mình cho nó biến nó bằng không trước ha. Rồi nếu gì mấy bạn, mình nếu tiếp, nếu is a variable, nếu is a variable bằng bằng không ha, trong if có hai dấu bằng. Đấy. Nếu mà bằng không có nghĩa là gì, cái section đó chưa tồn tại. Nếu carbon bằng truth, mình coi lại ha, is a variable
bằng không. Nếu mà cái variable bằng không có nghĩa là gì? Có nghĩa là carbon này nó tồn tại ha, nó tồn tại, còn hay không L, L là chưa tồn tại. Nếu tồn tại ha, nếu tồn tại thì mình sẽ cho count bằng, đây là cái biến count là sau này array. Đấy là cái biến của thằng gì mấy bạn? Cái biến của thằng section ha, array. Rồi, cho mình xuống đây mình ghi cho nó tiện ha. Mình sẽ có một cái hình thức là carbon code nè. Đấy. Mình cho nó vào section để mình dễ dàng mình lấy ra hơn ha, carbon. Cái nào mà các bạn muốn á thì muốn lưu section đó thì các bạn ấy ha, carbon code. Carbon code là có nghĩa là cái carbon này nè các bạn ha, cái carbon này. First thì mình không cần dùng lệnh for each ha, nếu mà các bạn dùng get thì các bạn phải dùng lệnh for each, còn đây thì mình không cần phải dùng ha. Là carbon tree ra carbon code. Carbon code là gì mấy bạn? Carbon code là cái cột trong cơ sở liệu các bạn. Đó, nó gán cho cái gì? Cái biến data, à, cái carbon code này. Rồi mình sẽ có ba cái là condition và number ha, điều kiện. Và gì mấy bạn? Và number và cái số lượng mà giảm là bao nhiêu? 100k hoặc là số lượng giảm theo phần trăm ha, cái này giống y chang tên cột. Cái này là, mình nhắc lại, cái này là tên cột của thằng gì mấy bạn? Của thằng cơ sở dữ liệu này. Và cái này là gì mấy bạn? Cái này là tên thôi ha, cái tên mà các bạn đặt thôi ha, đặt cho cái section thôi để bạn lấy ra thôi. Rồi bắt đầu mình có section rồi thì mình đặt là gì mấy bạn? Đấy, put, put là đặt section đó mấy bạn, carbon. Đấy, mình tạo ra một cái section carbon dưới dạng gì mấy bạn? Dưới dạng cái thằng count. Ok chưa? Đấy, thì cái này với điều kiện là carbon section bằng true, có nghĩa là đã tồn tại rồi. Còn không thì sao? Nếu mà mình chưa có nhập giảm giá ha, mình chưa nhập giảm giá thì dễ thôi. Mình chưa nhập giảm giá thì vẫn tạo ra một cái giảm giá mới thôi. Đó. Đâu có cần cộng thêm phần trăm hay gì đâu, chỉ cần tạo ra một cái giá, cái gì? Cái mới cho mình thôi ha. Thì xong rồi thì các bạn ra ngoài cái if này, if bằng true này. Ra ngoài đây. Các bạn cho mình là section save ha, save. Để mình coi lại coi save nó phải đúng dòng if nếu carbon bằng true, bằng true L, đúng rồi ha, section save. Đó thì khi đặt hai cái này dù tồn tại hay là chưa tồn tại thì khi ra ngoài khỏi cái lệnh if L này thì mình vẫn là tạo cho nó một cái section, ok chưa? Đấy rồi sau đó là return trả về. Trả về redirect. Trả về cái gì mấy bạn? Trả về, để mình coi cái câu lệnh trả về của cái thằng này đi ha. Tại vì mình làm cho nó đúng cái này. Redirect with back ha, back. Thêm mã giảm giá thành công ha mấy bạn. Giảm giá thành công. Ok chưa? Đấy, một cái mã code rất là ok. Rồi bây giờ mình thử ha, mình thử mở lại lên, mình thử ha. Bây giờ mình sẽ thêm cái comment code này, rồi thêm mã giảm giá vào, tính mã giảm giá. Giờ mình tính ha, nó sẽ quay giỏ hàng thêm mã giảm giá thành công ha, thêm mã giảm giá thành công nếu có carbon. Còn không, nếu mà không có carbon thì sao nhỉ ha? L các bạn cho ngoài cái F, if L này ha, nếu có carbon nè, carbon lớn một không, nếu có carbon a, cái này thì luôn luôn phải có rồi, L không, ở ngoài cái if ngoài cùng ha, ở return về cho mình một cái nữa, đó là mã giảm giá không đúng đi ha, mã giảm giá không đúng. Cái này tùy theo ha, cái này tùy theo các bạn thêm tên gì cũng được đấy. Rồi, ví dụ mình thêm một cái mã không đúng đi. Tính mã giảm giá. Đây, ha, mã giảm giá không đúng. Sao nó màu xanh ta? Nó phải có cái ô trường euro nhìn nó đẹp chứ. Đó, mã giảm giá không đúng ha. Đấy. Rồi, thì ví dụ nhập thêm mã giảm giá đúng nè. Thử lại ha. Này không đúng rồi, cái mã này mới đúng nè. Rồi, mã giảm giá đúng thì mình sẽ dựa vào gì mấy bạn? Đây mình up up cái số lượng lên để cho nhìn tiền nó đẹp tí xíu.
5 triệu 2 40 thuế mình chưa tính là phí vận chuyển mình làm sau này, thuế mình sẽ làm sau này, thuế thì dễ rồi, tiền sau giảm, còn mãi giảm giá nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái trang cạc Ajax nè mấy bạn. Thuế phí vận chuyển thì mình sẽ đưa xuống đây, thuế mình tạm thời mình đóng đi ha, để cho nó tiền sau khi giảm nè. Bây giờ mình sẽ có một cái lợi nữa, đó là mã giảm giá ha. Mã giảm. Rồi thì cái mã giảm này, rồi giảm bao nhiêu ha, bây giờ mình refresh nè, đây mã giảm nè. Rồi bây giờ mình sẽ tính nè, khi có mã rồi, khi có mã rồi thì mình sẽ có session, ok chưa? Khi có mã rồi thì mình có session rồi, thì mình sẽ lấy ra cái session này ha, sẽ lấy ra cái session mà giảm giá này để mình lấy cái total cái tiền này, mình trừ đi cái giảm bao nhiêu phần trăm ha, để ra cái số tiền sau, tiền sau khi giảm ha, tiền sau khi giảm đi. Đấy. Tiền giảm. Bây giờ các bạn cho lợi này xuống ha. Bây giờ mình ghi nè. Nếu gì? Nếu tồn tại cái thằng section gì mấy bạn. Carbon. Get carbon. Nếu tồn tại cái thằng carbon thì mình sẽ end if trước ha. Rồi thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ thêm cái lệnh là for each section get carbon add gì mấy bạn, key c ra gì count, rồi sau đó mình end for each ha, các bạn phải end liền ha, để mình sau này mình dễ kiểm soát cái code của mình ha. Thì mình qua đây mình kiểm tra lại coi là nó đúng cái thằng get carbon chưa, đúng ha, đúng get carbon rồi. Mình tiếp tục, nếu gì, cái điều kiện là gì mấy bạn, nếu cái điều kiện là cái thằng count, count gì mấy bạn, count carbon condition ha, carbon condition bằng 1 thì sẽ giảm theo phần trăm hay là giảm theo tiền, ok chưa? Bây giờ mình coi lại mã nè, bằng 1 thì nó giảm theo phần trăm và bằng 2 thì nó giảm theo tổng tiền là 100.000 ha, ví dụ vậy. Đấy, giảm theo cái tổng trên giỏ hàng ha, chứ không phải giảm theo món ha. Giảm theo món thì sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn clip ha. Giảm theo thì mình lấy những cái món này mình trừ cái số tiền giảm đi ha. Còn đây là mình chỉ chỉ chung chung thôi, mãi giảm giá thực chất ra nó rất là nhiều ha, mình không có chỉ được hết. Nếu mà không thì cái mà giảm giá này các bạn cut cho mình cái này xuống đây, cut cái này xuống đây. Nếu bằng 1 thì giảm, mã giảm thì giảm theo gì mấy bạn, giảm theo cái number, cái số ha, bằng count. Các bạn cho cái này thêm một cái biến number count. Rồi đúng rồi, count, count number nè ha, count number thì không thì bằng là số phần trăm đúng không, bằng số phần trăm. À cái này các bạn, mình xin lỗi ha, cái này nè các bạn phải cho vô dày chứ nó không có giống như cái kia ha. Và cao không có suy ra cái này được, nó là một cái mảng, nó là đấy count number. Rồi mình sẽ cho cái số phần trăm đây, giảm theo bao nhiêu phần trăm nếu là bằng 1 ha. Rồi tiếp tục mình xuống dưới cái lệnh end if này, mình sẽ tính cái số lượng mà mình giảm giá ha. Mã giảm, bây giờ mình cho một cái thẻ B trong đây đi, mở một cái thẻ B trong đây. Rồi mình mở câu lệnh BHB ra. Rồi N BHB. Đấy, thực chất ra cái này nó giống như cái này nè. Đó, các bạn mở cái nào cũng đúng rồi cả ha, nhưng mà mình cho đúng cú pháp của thằng Laravel là nó như vậy. Rồi bằng total carbon, bây giờ mình tính là total carbon đi, bằng gì, bằng tổng total, bằng tổng, ok chưa, bằng tổng nó sẽ nhân cho thằng count, count gì mấy bạn, nhân cho carbon này, đang mình đang tính số phần trăm ha, tính số phần trăm chia cho 100 ha, nhân chia cho 100, ok chưa,
Đó, rồi mình sẽ là Etora. Rồi, bây giờ mình Etora là tổng giảm nè. Tổng giảm thì bằng cái gì mấy bạn? Tổng giảm bây giờ là tổng giảm thì bằng thằng cộng number format ha. Number format total gì mấy bạn? Total carbon. Tổng giảm, tổng đã giảm đi ha. Tổng đã giảm total carbon. First không, first mình sẽ thay dấu phẩy nè. Thành dấu chấm ha. Em chấm. Này là format tiền thôi chứ không có gì hết ha. Rồi. Chấm. Đồng. Rồi ok, cái này là xong câu lệnh ở phần trăm ha. Rồi mình sẽ tiếp tục đó là B dưới đây. Đây là tổng đã giảm ha. À cái này tổng đã giảm, còn sau đó mình sẽ cho ra cái gì mấy bạn? Cho ra cái thằng number right. Đây các bạn copy cái này xuống đây. Cái này là tổng tiền giảm nè, cái này là tổng phần trăm giảm. Còn cái này là cái tổng tiền mà sau khi giảm ha các bạn, là bằng là total. Bằng tổng nè. Total. Insert. Total. Trừ cho gì? Trừ cho cái thằng tổng giảm này, cái này là tính tổng nè, tổng giảm nè. Thì nó lấy tổng nhân cho là 10% chia cho 100% là ra tổng giảm là được bao nhiêu tiền, mình đã giảm được bao nhiêu tiền thì sẽ lấy cái total này trừ cho cái total carbon, là trừ cho ví dụ như là 1 triệu tiền giảm đi, 10% thì 1 triệu thì giảm được 100%, giảm được 100.000 thì lấy 1 triệu trừ cho 100.000 ở đây ha, đây giờ dòng cuối. Đấy, rồi mình cho cái đồng vào ha. Rồi bây giờ là L and if. L if còn không thì sao mấy bạn? L if còn không thì giảm theo cái gì mấy bạn? L à L thôi chứ không có L if ha. And if rồi còn không thì giảm theo cái số tiền đúng không, giảm theo cái số tiền thì cái số tiền các bạn copy cho mình là cái từ cái mã giảm này ha, từ cái mã giảm này xuống đây. Đấy, ví dụ như các bạn có nhiều cái hình thức condition, có nhiều cái hình thức ngoại trừ số 1, số 2, ngoại trừ số 1, số 2 thì các bạn phải là else if ha, rồi bắt đầu các bạn tính tiếp. Còn đây là mình chỉ có hai trường hợp thôi, không được số 1 thì nó sẽ lấy là nó hiểu, tự hiểu là số 2. Còn ví dụ như các bạn có số 3, số 4 giảm theo cái gì đó 4, 5 gì đó các bạn phải else if ha. Đó để nó hiểu ra cái nhiều trường hợp. Đấy. Không thôi thì các bạn cho else if ở đây cũng được. Nó không sao cả, nhưng mà tốn cái là các bạn thì phải ghi thôi if condition bằng 2 thôi, tại vì nó không hiểu 1 thì nó cũng phải lấy 2 thôi ha, tại có hai trường hợp à, không được 1 thì cũng phải được 2. Đấy, đấy, không không được phương án A thì mặc định nó sẽ là phương án B. Đó ví dụ vậy ha. Mã giảm count number. Number này là số phần trăm ha, số phần trăm. Còn cái kia là cái ấy ha. Bây giờ các bạn sẽ copy cho mình cái số này lên đây. À. Cho này qua đây ha. Giảm cho số tiền thì mình format cái thằng tiền đó luôn. À, format cái thằng ở đây mình cho là chữ K nè, số tiền nè. Rồi number format ha, cái này mình cho là cái tiền, cái count count thằng number này ha. À, xin lỗi bạn ha, number này đấy ha, thì count number thì không một K nè, đó mã giảm giá. À, thì dễ thôi, total count thì cái này là thôi tính theo phần trăm nè, còn cái kia thì mình tính theo là gì? Total trừ cho cái thằng gì mấy bạn? Trừ cho cái thằng count number này thôi. Đấy, thì lấy tổng trừ cho cái số lượng giảm, cái số tiền giảm là 100.000 nè. Đó thì cái tổng giảm này mình xóa luôn ha. Đấy. Rồi dưới đây mình xuất ra là cái thằng total carbon ha, total carbon, mình sử dụng thằng total carbon. Rồi, ok. Rồi, mã là quá ok ha. Bây giờ mình thử refresh lại là nãy giờ ghi chưa hết. Đó, bị lỗi nè. Lỗi một cái là mã giảm ở cái dòng số K nè các bạn. Dòng K.
mà nhầm L if I say so. Syntax echo. Nằm trong dòng nào trời? Chữ K. À đây, dấu chấm nè. Đấy, rồi ok, enter. Đấy. Rồi, bây giờ mình nhập thử ha, bây giờ mình nhập thử cái giảm 10% này, carbon code này trước ha, giảm 10%. Thì mình sẽ enter nè, tính mã giảm giá. Đấy, thì mã giảm 10% nè. Tổng tiền đã giảm nè, cái này cho mình cho vô LI ha, tổng tiền đã giảm. LI nằm phía trong ha. Đấy, cho nó đẹp hơn tí xíu. Đấy, tổng tiền giảm là 10% của 5.240.000 là 5 triệu ha, 5.524.000. Rồi khi các bạn cập nhật giỏ hàng thì nó vẫn giữ cái mã giảm giá, tại vì nó là phiên một phiên session ha, 5.3 thì 10% thì đó thì là 536.000. Đó, đây là tổng tiền đã giảm nè. À, tổng tiền đã được giảm là 4.824.000. Thì mình xóa cái này đi. Bây giờ mình cho cái tổng tiền giảm vô đây, tổng đã giảm ha, tổng đã giảm mình cho nó cái lợi đây. Đấy, rồi thì cái tổng đã giảm này cũng tương tự như cái trên này luôn mấy bạn. Rồi đọc cái lời lại. Rồi, ok ha, bây giờ mình refresh nè. Đấy, rất là đẹp ha, còn 4.824.000, nó lấy 5.3 trừ 536.000 này ha. Rồi bây giờ mình sẽ giảm theo gì mấy bạn, thằng Covid này là giảm thêm có 100.000 các bạn đó. Tính mã giảm thì nó sẽ giảm cho mình là tổng tiền bằng 5 triệu. Thêm mã giảm giá thành công cái Covid này, mà này nó không tính cho mình. Nếu if call count condition bằng 2, carbon condition bằng 2 đúng không ta, thì bằng total carbon total trừ đi carbon number là 100.000. À vậy là khi tồn tại, mình qua lại cái này ha các bạn, mình qua lại cái này là khi đã tồn tại rồi thì put carbon. Các bạn coi lại cái này ha, nhiều khi cái này là nó bị sai nè, bằng không tồn tại eo ai eo eo ở trong đây mấy bạn. À xin lỗi bạn ha, heo nó nằm ở trong đây mới đúng. À các bạn coi lại ha, cái này eo nó nằm ở trong đây mới đúng, tại vì if nó nằm ở đây nè. À, mình coi lại coi, trời ơi là trời, nó nằm ở chỗ này nè bạn. Trời ơi, cái này nó nằm cùng cái thằng là session get carbon. Trời ơi, xin lỗi bạn ha, nó phải nằm trong đây nè. Nếu carbon condition bằng 1 nè, nó phải nằm trong cái lệnh if này, chứ không phải là cái if này. Trời ơi là trời. And if L, bây giờ là mình cho lệnh L đây nè, xóa cái này đi, L này nó nằm ở trong đây. Ôi trời. Đấy, các bạn để ý ha, mình xin lỗi bạn ha, nó nằm trong đây nè, nằm cùng lần if này. Nếu condition bằng 1 nè, còn đây không condition bằng 2 nè, if còn L nằm ngoài là cái L session get carbon. Trời ơi là trời. Rồi bây giờ mình thử lại ha. Tờ for it. Rồi lại bị lỗi nữa rồi. L if and if. À thêm cái and if trong đây nữa. Rồi ok, bây giờ mình thử ha. Rồi thằng Covid chính nè, tính mã giảm giá nè. Đấy, giảm 100k nè, thì tổng đã giảm là 5.260.000 ha. Rồi thử một cái mã này, mã giảm 10% thử lại ha. Ok. Rồi thì mình đã ok được cái phần mã giảm giá này rồi. Thì bây giờ là mình sao? Bây giờ mình sẽ là gì? Nếu mà có mã giảm giá rồi thì mình sẽ một là cho nhập mã giảm giá nữa, hai là không nhập mã giảm giá nữa thôi ha. Thì cái phần này nè, phần mập mã giảm giá, ví dụ như có một cái lỗi ở đây là nếu mà các bạn xóa tất cả giỏ hàng thì nó vẫn còn thằng tính mã giảm giá này ha, thằng tính mã giảm giá này. Thì
Bây giờ các bạn sẽ cho là cái thằng tính mã giảm giá này đâu rồi. Đây, thì các bạn cho mình một cái dòng lệnh if nữa, nếu tồn tại cái thằng gì các bạn, tồn tại thằng session giỏ hàng. Có nghĩa là nếu tồn tại thằng session code thì mình mới tính được cái thằng này ha, thì mới có thằng này, còn không thì không có ha. Bây giờ mình thử ẩn cái này lại coi. Rồi, enter ha, ok chưa? Rồi, bây giờ mình thử nè. Nếu tồn tại gì mấy bạn? Get code đúng không? Get code nè, get code ha, giỏ hàng. Thì mình mới, nếu không tồn tại code, nếu không tồn tại card, ok, if nếu set card thì mình mới cho cái carbon này. À, nếu mà set card, nếu tồn tại giỏ hàng thì mình mới cho nhập carbon ha. Bây giờ mình thử nè, mình thử thêm một cái sản phẩm vào trong giỏ hàng, rồi đi đến thì nó mới cho nhập mã carbon ha, nó mới cho nhập mã carbon. Thì nếu mà tồn, nếu mà mình xóa tất cả giỏ hàng thì mình cũng phải xóa luôn cái mã giảm giá đúng không? Thì các bạn quay lại cho mình cái thằng card controller, thì xóa tất cả giỏ hàng cái hàm nó nằm ở đâu? Del product, del o product nè, cái hàm nó nằm vào del o product ha. Thì mình sẽ xóa tất cả giỏ hàng, có nghĩa là mình unforget luôn cái thằng gì, thằng mã giảm giá ha. Rồi thì việc còn lại thì dễ thôi. Đó, forget bằng bằng gì? Bằng code carbon. Ok chưa? Tại mình ấy là carbon mà. Đấy, cho nên là mình phải là forget carbon luôn. Rồi, bây giờ mình thử ha. Xóa tất cả nè. Thì mặc định nó sẽ xóa luôn cái thằng giỏ hàng ha. Ê, nó xóa xóa luôn cái thằng mã giảm giá ha mấy bạn. Mã giảm giá nè. Đấy. Tổng tiền là còn bao nhiêu đây ha? Tự nhiên đây nó có một cái dấu chấm nữa, sao nó vô lý vậy? Tổng tiền LI, nếu xét carbon thì nó mới có LI ha. Cho ra đây, nếu cho ra đây rồi thì nó sẽ mất cái lời đó đi. Đấy, thì bây giờ mình nhập trả COVID chính nè, thì nó sẽ trừ 100.000. Ok chưa? Rồi, mình sẽ xóa mã khuyến mãi nữa. Bây giờ là mình sẽ xóa mã khuyến mãi, xóa tất cả nè. Bây giờ là xóa mã khuyến mãi. Thì cái xóa tất cả này, các bạn copy cho mình thêm một cái dòng nữa là xóa mã khuyến mãi. Thì mình sẽ cho một cái câu lệnh là nếu copy ở dưới đây đi, nó cùng cột với cái thằng tính mã khuyến mãi đi. Nhưng mà ở ngoài, ở đây ha, cùng cột đây, cho năm này đi. Nếu gì? Nếu tồn tại thằng carbon thì nó mới xóa mã khuyến mãi ha các bạn. Không tồn tại thì lấy gì mà xóa? Ok chưa? Nếu nếu tồn tại cái mã carbon, đô la get carbon thì mới xuất hiện cái dòng này ha. And if thì mới xuất hiện cái dòng mà xóa mã. Rồi, thì xóa mã thì là mình chỉ cho là đeo carbon thôi. Insert carbon đi cũng được. Đeo carbon thì đeo thì sử dụng nhiều quá. Insert carbon. Rồi mình enter nè. Nó ra chìa khóa mã, xóa mã nè. Để đây thì hơi xấu á. Cho nó lên cùng hàng với cái thằng xóa tất cả này đi. Đấy, thì cùng hàng thì bắt buộc mình phải có thằng TD. Nó cũng không đẹp gì lắm đâu các bạn, nhưng có điều là nó hợp lý tí xíu. Rồi, đấy, xóa mã nè. Ok chưa? Xóa mã khuyến mãi cũng được nữa. Đấy, cho nó dài dòng tí xíu. Xóa mã khuyến mãi nè. Thì khi bạn click vào xóa mã thì nó sẽ là insert carbon. Thì insert carbon thì dễ thôi, mình sẽ get nè. Get ha, tách ra. Rồi, đưa thằng này vô đây. Nó sẽ nằm trong Carbon Controller, xong là Insert Carbon. Thì Insert Carbon nó cũng nằm trong cái gì mấy bạn? Carbon Controller thì nó cũng nằm trong Blade Function.
function set carbon. Rồi thì mình chỉ việc là qua bên thằng cạc controller nè, copy cái thằng này qua. Nếu gì carbon, nếu tồn tại dollar get gì carbon thì mình insert nó thôi. Ấy dễ mà, nếu carbon bằng true có nghĩa là có tồn tại nè, forget cái thằng gì carbon thôi ha, cạc thì không cần phải forget ha carbon. Rồi quay trở về với là xóa mã thành công, xóa mã khuyến mãi đi thôi, khóa mã khuyến mãi đi ha. Rồi ok, bây giờ các bạn refresh lại nè, thì khi các bạn click là xóa mã khuyến mãi nè, bây giờ mình không muốn nhập cái mã đó nữa, mình không muốn giảm giá nữa thì các bạn xóa mã thôi, thì nó còn tổng tiền nè, đó 500 mấy nè, update lên cho nó đẹp coi. Rồi ok, bây giờ nhập mã 10% nè, mã này nè, đấy tổng giảm là 262, trừ đi thì còn là 262 trừ 262 nè là còn 2358, đúng rồi đấy. Rồi thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là phần vận chuyển đi ha, phần vận chuyển đi. Phần vận chuyển sau đó là xong phần vận chuyển rồi, xong phần thuế rồi, bây giờ là ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho bạn là cái phần vận chuyển, sau đó là phần thuế, rồi sau khi hết tất cả tất tật rồi mình sẽ gì xác nhận mua hàng, xác nhận mua hàng luôn, xác nhận mua hàng luôn ha. Đấy, phần đặt hàng mua hàng thì sau ha. Rồi vậy thôi, xin cảm ơn các bạn đã xem cái clip này của mình.